Cửu Lộ Phi Hương. Chương 1. Mộc Cẩm. Không biết lần thứ mấy trong giấc mộng đêm khuya, luôn có một giọng nói thì thầm sát bên tai hắn. Sư phụ. Tiếng gọi ấy khiến trái tim hắn tan chảy, nhưng rồi bỗng chốc lại đau đớn xót xa. 500 năm trôi qua trong tĩnh mịch, trên thanh trúc phong chỉ còn lại một gốc cây đào sắp chết khô cùng một cây huyền cầm bị gãy. Hắn ngày ngày bế quan, dốc lòng tu luyện thuật pháp, quyết tâm không bao giờ để mình bị thương nghiêm trọng như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng mà hắn cũng không biết vì sao mình lại gắng gượng đến cùng như thế này. Hắn nghĩ, hắn muốn che chở và chờ đợi người đó, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Đốt đèn ngồi bên bàn học, hắn nâng bút muốn phát họa một chút hình ảnh, nhưng lại cảm thấy chẳng thể vẽ được gì, đành đặt bút xuống, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhìn gốc hoa đào và cây huyền cầm bị gãy, suy nghĩ miên man. Hắn đứng như vậy hết một ngày một đêm mà không hề hay biết. Ai chà, phong thái quả thật thanh thoát phi phàm. Một nam tử tay cầm quạt quân tử thình lình xuất hiện trên thanh trúc phong, cất tiếng khen ngợi, khiến Mộc Cẩm xoay người nhìn lại. Người này tràn trề hứng thú quan sát Mộc Cẩm. Với tu vi của ngài vốn dĩ đã thành tiên, vì sao lại còn ở hạ giới? Mộc Cẩm nghi hoặc hỏi. Ngài là tiểu thần Ngao Tính, đi ngang qua nơi này, cảm giác được ở hạ giới có một luồng khí tức rất đổi trong lành, liền tò mò vào đây xem, không ngờ có duyên được gặp ngài. Mộc Cẩm gật đầu chào hắn. Thần quân có bằng lòng vào nhà ngồi một chút không? Ngao Tính lại quan sát toàn thân Mộc Cẩm một lần nữa. Ta không hiểu vì sao ngài vẫn còn là một người phàm, thì ra là do không có đủ kiếp phi thăng. Với tu vi của ngài, việc phi thăng thành tiên rất dễ dàng, chẳng lẽ do kiếp số an bài hay sao? Mộc Cẩm cười cười, khẽ lắc đầu. Ngài và ta có duyên gặp mặt, tiểu thần thuận tiện chỉ điểm cho ngài một phen. Ngao Tính bấm tay tính toán, bỗng nhiên nở nụ cười. Kiếp số này thật lạ, chỉ cần phá hủy cây quyền cầm kia thì liền sẽ được độ kiếp. Ngao Tính nói xong, còn thì thầm lẩm bẩm thêm một câu. Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy qua kiếp số nào đơn giản như vậy. Mộc Cẩm vẫn lắc đầu y như cũ, Ngao Tính khó hiểu nhìn hắn. Mộc Cẩm nói, kiếp số này không độ cũng chẳng sao. Ngao Tính cười, đây là lần đầu tiên ta thấy người như ngài vậy, vì một thanh quyền cầm bỏ đi sự phi thăng. Với bộ dáng của ngài bây giờ, nếu không độ kiếp thì cùng lắm chỉ sống thêm được 20 năm nữa mà thôi. Mộc Cẩm nhìn cây huyền cầm, bất giác ngây ngô nói như một đứa trẻ. Thà rằng quỷ ngàn năm tu di, thà rằng không phi thăng thành tiên, nhưng quyết chẳng quỷ cầm. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mộc Cẩm, Ngao Tính khẽ ngẩn ra, nhất thời hắn ta không hiểu được người này không muốn quỷ cầm hay không muốn cắt đứt tình cảm đây. Ý tốt của thần quân, Mộc Cẩm xin để trong lòng, chỉ là nếu ngài muốn ở lại nơi này, Mộc Cẩm chỉ có thể đãi ngài chén trà xanh, nếu ngài muốn đi, thứ lỗi cho Mộc Cẩm không thể tiễn xa được. Ngao Tính tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Không biết đúng sai. Không biết đúng sai, có thể là vậy. Bởi vì bọn họ không biết điều gì là đúng, điều gì là sai đối với hắn. Chương 2. Tử Cầm. Nghiệt đồ. Rồi tán hồn quất lên lưng ta, đau tựa hồn phiêu phách tán. Trong lúc mơ hồ đó, ta nghe được tiếng trưởng giáo giận dữ quát mắng. Một roi này đánh người không tuân thủ môn quy, tâm nhiễm sằng bậy. Trong đầu ta hiện lên hình ảnh nam tử áo trắng dung mạo thoát tục, người thích nhất là ngồi dưới gốc cây đào trên thanh trúc phong, nghe ta đàn ngân nga làn điệu dân ca. Mỗi lần nghe xong, người liền bật cười, có chút bất lực, nói cho ta biết. Cầm nhi, lại đàn sai âm điệu nữa rồi. Lại một tiếng roi xé rách không khí vang lên, trong vô cực điện bao la vọng khắp tiếng giang. Một roi này đánh người đại nghịch bất đạo,
phát sinh tình ý sằng bậy đối với sư phụ mình. Đau đớn khiến đầu ngón tay ta bất giác cuốn cong, nhưng ánh mắt ta lại quật cường chống lại ánh mắt giận dữ của trưởng giáo. Ta khẽ nhếch môi. Sư phụ thì sao? Tình ý sằng bậy thì sao? Tử Cầm chẳng để ý, chỉ có điều, chỉ là chàng là Mộc Cẩm cùng trưởng giáo người, cùng các người đâu có quan hệ gì. Các trưởng lão tiên môn trên đài thọ hình nghe xong lời ta đều tức giận, vẻ mặt xanh mét. Chỉ có Kỳ Linh cô là đỏ que mắt, dùng khẩu hình bảo ta đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngay cả ngài ấy cũng nghĩ ta sai sao? Tiên môn đều bảo ta đã sai, tội ác tày trời, mà ta sai ở chỗ nào đây? Nếu là sai, thì chỉ có thể là duyên sai. Đồ vô liêm sỉ, đến bây giờ cũng không biết hối cải. Rồi tán hồn lại quất mạnh vào lưng ta. Ta cắn chặt răng, đè nén không để bật thốt ra tiếng kêu rên. Trưởng giáo lại quát to. Có nhận sai không? Không sai. Được lắm. Mộc Cẩm dạy dỗ đồ đệ tốt lắm. Trưởng giáo giận quá quá cười. Ngươi xúi dục đồng môn vào tử khốc trộm linh dược, khiến đồng môn trọng thương, biết sai chưa? Ta trầm mặt. Sư phụ bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh chỉ trong sớm chiều. Chỉ có linh dược trong tử cốc mới có thể cứu được người. Nhưng mà những người vào đó chưa có ai sống sót trở ra. Với tính cách của sư phụ, người nhất định không để ai phải hy sinh vì mình. Ta chỉ còn cách nhân lúc người hôn mê thì mạo hiểm tiến vào. Nhưng mà không ngờ rằng phù sương tỷ tỷ cũng theo ta vào đấy. Kết quả là ta lấy được linh dược, sư phụ được cứu. Sư tỷ vì bảo hộ ta rơi cốc nên bị trọng thương. Ta chỉ còn cách cầu xin các trưởng lão cứu giúp. Sau đó, chuyện đột nhập vào cốc trộm linh dược bị bại lộ. Chuyện ta thầm thích sư phụ cũng bại lộ theo. Bởi vì linh dược trong tử cốc có thể giải được dạng độc, nhưng chỉ có tác dụng đối với người mình thương. Một trưởng lão dưới đài nói, nghiệt đồ cứng đầu như vậy, nhất định không thể giữ lại ở tiên môn. Thỉnh trưởng giáo giúp Mộc Cẩm tôn giả thanh lý môn hộ. Thỉnh trưởng giáo thanh lý môn hộ. Mọi người dưới đài nhao nhao phụ họa. Trưởng giáo nhìn ta, trong đôi mắt bỗng lóe lên sát khí, đáy lòng ta chợt trào dâng lạnh lẽo. Thanh lý môn hộ rồi thì ta không còn là đồ đệ của sư phụ nữa. Trưởng giáo, Kỳ Linh cô đứng dậy, mặt đỏ hoe. Cầm Nhi, Tử Cầm tốt hay xấu vẫn là đồ đệ của Mộc Cẩm tôn giả, sao không chờ đến khi tôn giả tỉnh lại sẽ tự mình xử lý? Không thể. Một trưởng lão khác đứng dậy bảo. Tôn giả nhân từ, chỉ sợ đến lúc đấy lại thả nó ra. Nếu sự việc truyền ra ngoài, mọi người đều biết được chuyện này, chỉ e sẽ tổn hại đến thể diện tiên môn ta đó. Kỳ Linh cô tức giận trừng mắt với vị trưởng lão kia, rồi chợt phẩy tay áo bỏ đi. Trong vô cực điện nhất thời tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, trưởng giáo trầm giọng nói, nghiệt đồ Tử Cầm vi phạm luân thường, không biết hối cải, phạt 50 roi, trục xuất tiên môn. Rồi đủ để ta hồn phi phách tán, nhưng điều làm cho ta sợ hãi là bốn chữ sau cùng. Ta nói, Tử Cầm là đồ đệ của sư phụ, sư phụ không đuổi ta thì ta vẫn mãi mãi là đồ đệ của người. Một trưởng lão dưới đài cười lạnh. Tiên môn không thu nạp yêu quái, nếu không phải tôn giả nhân từ, trước đây sẽ không cho đứa nửa yêu nửa tiên như ngươi nhập môn. Lời nói chứa đầy khinh miệt, nhưng ông ta cũng chẳng nói sai. Nguyên thân của ta là một cây quyền cầm cổ, thân cầm lại chứa đầy linh khí. Có một tiên nhân muốn đem ta luyện thành hình người, nhưng lại không biết linh lực của quyền cầm không đủ để ta hóa người. Tiên nhân này đành phải mượn khí tức của yêu quái hòa vào chung, cuối cùng mới hóa ra ta. Nửa yêu, nửa tiên, không có đồng loại, cũng chẳng có người thân. Vì tiên nhân mà ta biết duy nhất ấy cũng đã đi về cõi tiên từ lâu lắm rồi. Ta ngây ngô mờ mịt như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm, mãi đến khi gặp được sư phụ. Dưới ánh trăng lung linh bàng bạc trên mặt biển mênh mông, người lướt trăng mà đến, tựa như thần minh trong truyền thuyết, cứu ta thoát chết từ tay hải yêu. Ta ôm cánh tay người mãi mà không chịu buông, người nhìn ta dịu dàng cười hỏi. Không muốn trở về nhà? Không có nhà. Nếu đã như vậy,
ngươi có nguyện theo ta đến Thanh Trúc Phong làm đồ đệ của ta, coi Thanh Trúc là nhà hay không? Tất cả ký ức trước đây tựa hồ bừng sáng từ giây phút ấy. Ngươi đặt tên cho ta, dạy ta thuật pháp, dạy ta viết chữ, cùng ta trải qua gió sương mưa tuyết trên đỉnh Thanh Trúc mịt mờ tiên khí, dắt tay ta bước trên từng tấc đất của Thanh Trúc Phong này. Trong mắt bọn họ, người là một cẩm tôn giả cao cao tại thượng, bác ái mà vô tình. Nhưng ta biết trái tim người hữu tình. Khi thấy ta vui vẻ, người dịu dàng cười. Thấy ta nghịch ngợm, người sẽ tức giận. Khi thấy ta bị thương, người hết lòng lo lắng. Không cần nhiều lời. Trưởng giáo phất tay cắt đứt suy nghĩ miên man của ta. Lập tức hành hình. Nói xong cầm roi tán hồn trên tay đưa cho chấp pháp trưởng lão. Tay và chân ta đều bị thạch cha mất hết linh lực, một chút phản kháng cũng không có. Chấp pháp trưởng lão không giống như trưởng giáo, tất cả các sự trừng phạt đều được ông ta dâng lệnh chấp hành. Ông ta có thể quất một người mấy trăm roi mà chẳng hề bị trọng thương, nhưng có khi chỉ một roi đã đoạt mất một nửa linh hồn. Roi thứ nhất hạ xuống, ta liền biết tiên môn muốn ta chết. Sư phụ, nếu ta chết đi, người có đau lòng hay không? Ta tình nguyện không muốn người đau lòng. Không biết đã trúng qua bao nhiêu roi, ta chỉ cảm giác thân thể mình hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa. Trước mắt từ từ biến thành một màu đen, chỉ có tâm nghe rõ ràng từng chữ một. Cầm nhi, cầm nhi, cầm nhi. Thanh âm vẫn vọng vang, tựa như sẽ vọng vang mãi mãi. Dừng tay! Một tiếng quát chói tai vang lên. Ta mơ màng nhận ra được đây là tiếng của Kỳ Linh cô cô. Không phải cô cô đã đi rồi sao? Ta ngước mắt nhìn mơ hồ, cửa đá vô cực điện đã bị phá vỡ. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt cô cô khiến ta nhìn không rõ. Nhưng mà ta lại nhận ra được bóng dáng người bên cạnh nàng ta. Hốc mắt ta nóng dần, cay xé, đau đớn trỗi dậy từ tận đáy lòng. Ta run rẩy, líu ríu. Sư phụ! Sư phụ! Mộc Cẩm không biết trưởng giáo lại thích vận dụng tư hình như vậy. Mọi người đều chưa bao giờ nghe thanh âm sắc bén thế này. Em thạch trên cổ tay ta dở dụng. Trong chớp mắt, ta rơi vào một vòng tay rất ấm áp, quen thuộc. Ta qua mắt nên không còn nhìn rõ hình dáng người, chỉ mơ hồ cảm thấy cánh tay đang ôm ta run rẩy, không vững chắc như trước đây người từng ôm ta. Cầm nhi, không đau. Tiếng nói dịu dàng như mỗi khi người dỗ dành ta uống thuốc. Về nhà, về nhà. Được, sư phụ mang ngươi trở về Thanh Trúc Phong. Đứng lại! Trưởng giáo quát to. Mộc Cẩm, ngài cũng biết đồ đệ ngài đối với ngài. Đồ đệ của Mộc Cẩm đối với Mộc Cẩm thế nào? Mộc Cẩm hiểu rõ, không phiền trưởng giáo quan tâm. Ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài vô cực điện rơi xuống trên gương mặt vô cảm của ta. Ta nghĩ, sắc mặt của các trưởng lão trong điện lúc này ắt hẳn còn cứng hơn cả ta nữa. Một trận tuyết vừa mới đổ xuống Thanh Trúc Phong, khí lạnh thấm vào người ta. Ta nghĩ trên Thanh Trúc Phong lúc này chắc đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng. Bước chân sư phụ đi sẽ hằn sâu xuống tuyết, để lại không ít dấu chân người. Bây giờ trước mắt ta là một màu tối đen, bên tai vẫn tiếng dù dù không ngừng. Mấy roi của chấp pháp trưởng lão kia đã khiến hồn phách ta phiêu tán hơn một nửa. Roi tán hồn, hồn phiêu phách tán, chết dưới roi này vĩnh viễn không có ngày trọng sinh. Sư phụ, sư phụ. Thanh âm ta từ từ khàn đi. Thương thế người có tốt hơn chưa? Người siết chặt vòng tay ôm ta. Tốt lắm, linh dược của Cầm Nhi cực kỳ tốt. Lúc Kỳ Linh cô cô ngươi đến, ta liền tỉnh dậy. Sư phụ có trách con không? Người trầm mặc. Người trách con thích người sao? Người trầm mặc rất lâu, vì ta không nhìn thấy da mặt người lúc này nên đâm ra hoảng sợ. Không. Không. Thanh âm chứa đựng sự bất lực và nỗi bi thương vô bờ bến. Ta cười cười. Sư phụ, con muốn đánh đàn. Cầm nhi, ngoan, hãy dưỡng thương trước đã.
hãy để cho Cầm Nhi đánh đàn cho sư phụ nghe lần cuối cùng. Ta vạch trần sự thật mà người e sợ không dám nói ra. Bước chân người đột nhiên chững lại, ngực phập phồng, rồi cũng rẽ sang hướng khác. Người ôm ta ngồi bên cạnh cây đàn, nhưng tay ta không đủ khí lực để đặt lên dây đàn. Trong lòng không khỏi thở dài, ta gắng gượng mỉm cười. Trước kia, mỗi lần bị thương, sư phụ thường pha trà cho con uống. Nước trà người pha tựa như thảo dược có thể giảm đau. Hôm nay, người pha cho con một lần nữa nha. Được. Cảm giác hơi ấm không còn, ta dốc sức ngồi thẳng người. Nghe thấy tiếng mở cửa, ta nghĩ sư phụ đã vào nhà rồi. Cuối cùng thân thể cũng không gắng gượng được nữa, nên khuôn mặt từ từ úp lên mặt dây đàn. Dây đàn hôm nay thật căng, như muốn cắt đứt mặt của ta. Từ hôm nay, ngươi gọi là Tử Cầm, có được không? Trong lúc mê man, dường như ta nghe được tiếng sư phụ nói với ta vào ngày đầu tiên dẫn ta lên Thanh Trúc Phong. Nếu sau này có bị bắt nạt, bị uất ức, hãy nói với di sư sẽ che chở cho ngươi. Cuộc đời này của ta không biết vì sao mà tồn tại, nhưng may mắn nhất là được người chở che. Bất chợt thân thể cứng đờ của ta trở nên nhà bẩn, ta giơ tay đặt trên dây đàn, những suy nghĩ miên man của ta trôi đi mỗi lúc mỗi xa. Sư phụ, con đánh đàn cho người nghe nha. À, đánh cho di sư nghe một chút xem. Cầm Nhi, dùng nhiều sức như vậy, ngón tay có đau không? Không đau, không đau. Nhưng mà xem ra dây đàn của ta không chịu nổi ngươi đàn thêm vài lần nữa đâu. Dây đàn còn, Cầm Nhi sống, dây đàn đứt. Ta mỉm cười, ngón trỏ khẽ cong. Tình tan, một âm thanh ngân lên. Tự như chim đỗ quyên dốc hết sức đến khàn giọng chảy máu để hót lần cuối cùng trước khi chết. Dây đàn đứt đoạn, đôi bờ mi ta khẽ khép lại. Trong mơ hồ, ta nghe được tiếng chén trà dở dụng. Sau đó, thế giới trở nên tĩnh mịch. Thân mến, chúng ta vừa nghe xong truyện ngắn Tử Cầm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.